Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểng Bến Tre của mình. Một ngày mới ha. Đây là những cái chậu sống đời Thái và sống đời Đà Lạt của mình nè mọi người. Sau khi mình chơi hoa Tết xong ha, thì mình đã xử lý, ngắt đọt tỉa hoa để chuẩn bị nhân giống cho cái mùa hoa Tết tiếp theo. Đấy, mọi người thấy không? Mình ngắt đọt này cách đây cũng được tầm mười mấy 20 ngày rồi ha. Thì bây giờ đọt nó đã lên rồi nè, cũng khá là nhanh, có một số cây mạnh lên được đọt đẹp. Đấy, như cây sống đời Đà Lạt này cũng dày nè mọi người. Đó, mình cắt thì mình cũng cắt tương đối sát ở phía dưới để cho cây nó lên là lên đọt luôn chứ không có lên bông nữa ha. Đó, và đây này nó lên này mọi người. Đó, như vậy là thấy cũng được rồi. Tuy nhiên thì cây này nó cũng không có được xanh mướt lắm, do là mình phải phục hồi lại sau một mùa như vậy thì cây nó cũng đã già cội rồi. Mình bỏ phân nó cũng hơi lâu ha. Mình cần phải có thời gian cho cây nó phục hồi. Với lại là ở chỗ này mấy nay của mình á, thời tiết nó tương đối nắng, cây cối nó khô cằn. Mặc dù ở trong trại đó mọi người, nhưng mà nắng kinh khủng lắm. 4 tháng này, gần 4 tháng này không có mưa, không có một trận mưa luôn. Đấy. Cho nên là cây này không được mưa hết. Đây mọi người thấy không? Đấy, mình ngắt đọt này, này nó lên này này. Mình chờ cái này nó lên bông này mọi người. Cái này nó nứt ở phía dưới này. Lên bông thì mình tiếp tục ngắt bỏ đi nha, giữ lại những cây đọt thôi. Sống đời Thái, sống đời Đà Lạt thì nó nhỏ xíu à, quay lên nhìn có chút chút. Chăm ẩm từ từ thì nó cũng phát lên thôi. Ở như những cây này là lên búng đọt hết rồi mọi người. Cái lá củ của cái lá đài á thì như nó vàng, nó xấu ha. Còn những cái đọt lên ở trong này thì nó mơn mởn. Nói chung để chăm sóc hoa kiểng á, mình cố gắng phân thuốc đều đặn cho cây thì cây nó xanh, nó mướt, nó đẹp hơn. Đối với cây sống đời thì mình chăm sóc phân thuốc nó từ từ, đi đều phân nhưng mà cái lượng phân nó ít. Tại vì cây này thì nó cần ít phân, không có cần nhiều đâu, nhưng mà đều đặn. Đây, như cây này là nó búng lên là khá là nhiều rồi này, đọt nhiều rồi. Cái này tầm 10 đến 15 ngày nữa là mình có thể lấy được một lần đọt đó mọi người. Cũng tùy, có nhiều người thì người ta để cho cái đọt nó dài một chút cho cây nó mạnh lên ha, thì mình lấy thì nó hay hơn. Còn nếu nhỏ chút mà mình ngắt đi thì cây nó cũng dễ bị suy. Cái này mới phát lên. Mình thấy những cây sống đời Đà Lạt của mình thì nó phát nhanh hơn là những cây sống đời Thái đó. Đấy, bên kia thì cũng có một số cây nữa, chủ yếu là màu vàng thôi ha, còn màu đỏ thì rất là ít. Còn đây là một số đọt này mà mình cảm lúc Tết đó. Mình cắt tỉa, mình thấy những cái đọt này cũng rất là đẹp nên mình cảm mình nhân giống luôn để vô cho vô cái giá thể. Mà này cây nó ra rễ nhiều rồi, được một số ra rễ mình cấy rồi, một lát nữa mình quay cho mọi người xem. Đây là còn sót lại một số cây nó nhỏ nhỏ. Đó, thì cái giá thể này thì cũng không có gì nhiều đâu, chỉ có sơ dừa, vỏ trấu với một ít phân dê. Đây mọi người thấy không, có phân dê này. Đó, cứ đầu năm là nhà mình trộn một tầm 100 bao vậy ha, và xài dần dần, vừa vô mai này, vừa nhân giống rồi vừa làm này làm kia trong vườn luôn. Ở chỗ mình làm hoa kiểng thì chủ yếu là người ta dùng sơi dừa, vỏ trấu. Cái là sống đời này mà nếu mọi người có tro trấu á, mình thêm vào một ít nữa ha, thì cây nó sẽ mau phát hơn và đẹp hơn. Rồi, lại đây mình quay cho mọi người xem một số cái chậu mà mình đã tách ra rồi ha. Cây nó lên giống mạnh rồi, mình đã tách ra rồi. Khi mà mình nhân giống cái sống đời Thái, sống đời thường và sống đời Đà Lạt ha, thì mình thường thường ngắt đọt, mình cạm vào một cái chậu lớn như thế này. Để cho mình dễ tưới á mọi người. Chứ nếu mà mình cạm vào trong cái chậu nhỏ luôn á, mình tưới nó cứ lật lui lật tới không ạ. Rồi khi nào mà cây nó ra rễ á, thì mình sẽ nhổ lên và tách nó ra từng chậu riêng. Nhìn như vậy thì có vẻ như là nhiều công đoạn, hơi rối rắm. Nhưng thực ra mình thấy tiện hơn là mình ngắt từng cái đọt và mình cạm vào trong cái chậu của nó ha. Tại vì như thế này mình sẽ lựa những cái đọt mà đều nhau nha, những cái đọt mà đã ra rễ rồi, phát triển mạnh rồi mình lấy. Còn những cái nào mà còn yếu yếu thì mình bỏ lại. Đây này, những cái chậu này, những cái đọt này là mình cạm mà mình cạm không có kỹ á mọi người. Lúc tưới nước á, nó lật lên, lật lui lật tới vậy đó, thành ra nó ra rễ rất là kém. Đây. Ở đây thì mình ra được tầm cũng chắc tầm 100 chậu rồi.
Đây này mọi người. Ra rễ xong là mình tách vô đây liền. Đó, những cây này là mình đưa vô trong này thì nó mát hơn, phân thuốc nó đều đặn hơn một chút thì nó bắt đầu ra rễ nhiều và bắt ra xanh này nè mọi người. Đây là sống đời Đà Lạt, đây là sống đời Thái màu đỏ này. Năm nay thì mình sẽ phát triển cái sống đời Thái màu đỏ nhiều hơn, cái sống đời Đà Lạt cũng vậy ha. Còn màu vàng thì quá ư là nhiều. Khi nào mà cái cây mà nó lên, như cây này là nó là bắn lên tiếp là cây đọt bông này mọi người, thì mình ngắt bọ nha. Ngắt bọ. Mình nhân giống cũng khá nhiều rồi đó. Năm nay mình sẽ nỗ lực làm nhiều sống đời Thái, sống đời Đà Lạt nữa. Cái hàng nhỏ nhỏ này nhiều hơn. Cho nên là mình đã tập trung nhân được một mớ rồi. Còn đây là những cái đọt mà mình vừa lấy lại để cặm này mọi người. Đó. Sau khi mà mình cặm một cái chậu mà toàn đọt như vậy ha, thì mình tưới nó cũng dễ hơn. Đó. Những cây nào ra rễ thì mình là tách ra từng chậu riêng. Đó. Khi nào cây ra rễ là tách nha mọi người. Mình đừng có để ở trong cái chậu đó lâu quá, tại vì nó gần nhau quá thì nó dễ bị thối và cây nó cũng sẽ chậm phát triển. Đó. Mình đưa ra đây, tưới chăm sóc riêng. Đó. Làm vườn là làm suốt ngày. Đó, mọi người thấy không? Mình đưa ra được một số rồi. Màu vàng năm nay thì nhiều hơn so với các màu khác. Đấy. Và làm ở trong trại nha mọi người. Ở trong trại thì cây nó xanh hơn, nó đẹp hơn, mình dễ chăm sóc hơn. Đấy. Với cái thời tiết của miền Nam như lúc này thì không có cái gì mà sống nổi ha. Nóng lắm mọi người. Đấy. Một cây như vậy thì mình cho vô một chậu thôi. Cái giá thì ở đây thì cũng chỉ có là xơ dừa, vỏ trấu và một ít phân dê. Đó. Cái này mình bỏ ít thôi nha, không có bỏ nhiều. Cây nó ra thì nó sẽ tốt, tại vì cái cây này nó có rễ rồi và phân dê đây thì mình cũng đã xử lý rồi, đã phơi rồi ha. Đấy, mọi người thấy chưa? Cứ một cây như vậy là một chậu. Hôm bữa đến giờ thì mình thấy có nhiều người cũng hỏi mua cây sống đời Thái này của mình. Nhưng mà sống đời Thái thì mình chưa có bảo đảm được mọi người. Tại vì số lượng của mình bây giờ nó còn ít. À, cho nên là khi nào mà cái này cũng tầm tới tháng 7, tháng 8 ha, mới có xuống con giống. Thì tới đó thì nếu mà số lượng nhiều quá thì mình có thể chia lại cho mọi người một ít. Còn ít quá thì thôi ha. À, nhân giống của nó thì cũng y như là sống đời thường. Cũng là ngắt đọt, cằm. Và chăm sóc nó thì cũng y như vậy. Mỗi lần mà tưới phân ở đây thì mình sẽ tưới hết sống đời Thái và sống đời thường là giống nhau, xịt thuốc cũng giống nhau. Đó. Nếu mà được thì mọi người nên 10 đến 15 ngày ha, tưới cho cây một cùi rừng rệ. Cỡ này ra chậu như thế này là mình có thể thêm một số phân hữu cơ cho cây được cái này, rải phân cho cây, xịt thuốc nở lá cho cây và đặc biệt là xịt thuốc ngừa thối nhá, thối thân, thối lá cho cây định kỳ. Thì cây nó sẽ đẹp thôi. Thì tất cả những cái phân thuốc này, rồi là chăm sóc cây á, thì trong kênh của mình có video hết rồi. Chỉ có nhiều như vậy thôi mọi người. Cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày như vậy. Và cái điều quan trọng là tưới nước cho cây sống đời này á, thì mình tưới sương thôi mọi người. Đây cây bầu đã nhẹ á. Buổi sáng như vậy là mình tưới sương ướt đằng trên nhẹ ha. Chứ không có tưới quá ướt. Cây này mà ướt nó khó phát triển lắm, mà nhiều khi nó hay bị thối. Tưới nước ngoài phân với thuốc ra chứ cái cách mà mình tưới nước nó rất quan trọng đó mọi người. Có nhiều người đó nói là tại sao mình phân thuốc thì đều đặn ha, tưới nước mỗi ngày, nhưng cây của mình nó rất chỉ là chậm lớn, đặc biệt là có một số cây thì nó còn có nguy cơ là tẻo nữa. Thì mình nói thật, tại vì cái nước nó quan trọng mà. Mình mà tưới cái lượng nước phù hợp, như cái giai đoạn mà cây nó còn nhỏ như thế này thì mình tưới sương sương thôi, giữ độ ẩm nhẹ thôi để cho cây nó dễ ra rễ. Thì cây của mình nó bắt được phân, nó ra rễ mạnh và nó phát triển tốt. Còn nếu như mà cái giai đoạn mà cây nó lớn rồi, nó bự rồi, nó cần cái nhu cầu lượng nước cao hơn thì mình cũng điều chỉnh tưới cái lượng nước nó nhiều hơn một chút. Thì nước mà phù hợp với cái cây thì cây nó phát triển mạnh, còn như mà nước mà ít quá thì cây nó cũng khó phát triển, mà khô mà nhiều nước quá thì nó lại thối rễ. Ở đây là nó bắt đầu ra những cái rễ mới đây nè mọi người. Đấy. Cái này mình về Hà Tĩnh tầm 2-3 tuần nữa mình vô là nó xanh mướt đó. Cũng chưa biết nữa ha.
Video của mình tới đây là kết thúc nha. Nếu mà những cái đọt của mình mà có lên cái đọt bông này thì mọi người cứ mạnh dạn tỉa đi, tỉa sát xuống đi để cho nó lên những cái đọt để mình có cái đọt mình nhân giống tiếp ha. Rồi, bye mọi người.